Hello, xin mến chào tất cả các bác nha. Với một cái cấu hình gửi cho một bác khách ở Xuân Lộc, Đồng Nai, anh Nguyễn Xuân Trường anh em nha. Bác này thì cũng rất là đắn đo khi mua với một bộ cấu hình này. Và bác ghép cùng với Âm Ly anh em nhé. Ghép cùng với Âm Ly. Thì ngày hôm nay em lên một cái video nhanh cho anh em cùng tham khảo. Cấu hình này rất rẻ tiền anh em nhé. Rất rẻ tiền. Và chọn bộ này chỉ 3 triệu 650 nghìn thôi anh em nhé. Em nhầm, 3 triệu 650 nghìn anh em nhé. Gồm những thiết bị gì? Đó là một chiếc vang FX500 giá 1 triệu rưỡi anh em nhé. FX500 giá 1 triệu rưỡi. Một con nâng tiếng EX3000 giá 950.000 anh em nhé. EX3000 giá 950.000. Một bộ mic U105 với giá 1.200.000 đồng anh em nhé. 1.200.000 đồng. Vậy là anh em có một bộ cấu hình để anh em có thể hát karaoke anh em nhé. Nhà bác thì có sẵn Âm Ly và có loa rồi. Âm Ly thì chắc Âm Ly cũ thôi, và loa là loa kém. Nên ngày hôm nay em cũng ghép một chiếc loa, một cặp loa nằm anh em nhé, tiếng tối đấy. Và sử dụng một chiếc nâng tiếng X3000, một cục vang cơ và một bộ micro di động đấy, Âm Ly cũ nhá, 203 cũ. Thì đây là một cái cấu hình rất là cơ bản anh em nhá. Đấy, về phần ghép nối thì rất đơn giản anh em nhá. Đấy, tiếng nhạc rất hay. Trên này nhá, tất cả Âm Ly anh em để hết cho em 12 giờ nhá. Không chỉnh, không phải chỉnh gì cả, Âm Ly cứ để 12 giờ. Hai nút này thì anh em để cho em là cũng 12 giờ luôn. Chọn cầu AB, nếu mà chúng ta cắm một cầu A thì nhả ra, cắm một cầu B thì chúng ta ấn vào nhá. Đấy, ghép nối sẽ như sau. Đấy, nhạc thì chúng ta sẽ cắm vào con vang. Con vang này đầy đủ Bluetooth và cổng quang nhá. Anh em có thể chọn ở cổng đằng trước. Đấy, chọn đằng trước đây, input đây. Đấy, input đây. Đấy, Bluetooth đây này. Đó, optical. Aux 1, Aux 2. Đấy, ok, em đang cắm Aux 2. Đấy. Hai cổng ra của con này thì chúng ta sẽ cắm xuống input nhá. Cắm xuống input đây này, input đây này. Đấy, input đây này. Đấy, cắm xuống input đây nhá. Input đây nhá. Còn output là hai cái dây nâu này nhá. Thì em sẽ cắm xuống. Đấy, đây là cổng 1. Đấy, cổng 1 của Âm Ly. Đấy anh em nhá, rất đơn giản thôi. Nhạc vào vang. Đấy, vào vang. RL của vang thì cắm xuống hai cổng input nhá, hai cổng input là cổng dây đen này. Đấy, ok chưa? Còn hai cổng output thì chúng ta sẽ cắm xuống Âm Ly và chúng ta đánh ra loa thôi, rất là đơn giản. Đấy, mic thì cho anh em cắm đằng trước, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản anh em nhá. Và tinh chỉnh thì con vang này em đã tinh chỉnh rồi. Anh em to nhỏ nhạc thì anh em to nhỏ trên này. Đấy, to nhỏ mic thì anh em to nhỏ trên này. Nhiều ít echo thì anh em chỉnh trên này. Đấy. Đấy, chỉnh bass check. Đấy, music này. Ở đây em chỉnh hết rồi nhá, không phải chỉnh gì. Nếu mà hú thì ấn chống hú. Anh em nhé, nếu mà hú thì ấn chống hú, không hú thì nhả ra, không cần dùng. Đấy, còn trên con nâng tiếng thì hai mic để cho em tầm, hai mic để cho em tầm 11 giờ nhá, như này. Đấy, tune thì anh em để cho em tầm 1 giờ nhá. Bass để 12 giờ như này, để như này cho em là xong. Còn tất cả trên Âm Ly để cho em nguyên tất cả 12 giờ. Và bây giờ em sẽ thử tiếng mic anh em nhá. Sẽ thử tiếng mic cho anh em nghe. Đấy, nếu mà hú anh em ấn chống hú vào. Đấy, giảm hú ngay em nhé, con này con chống hú có bờ tốt. Đấy, còn đâu, nếu mà không hú thì anh em nhả cái nút này ra, ok chưa? Con này con chống hú rất hay anh em nhá. Chỉnh chống hú cực kỳ hay. Đấy, đây là em thử một mic anh em nhá, thử một mic đây. Đấy, tiếp tục thử mic thứ hai anh em nhá. Đấy, bật hai mic. Đấy, ok chưa? Alo 1 2. Alo 1 2. Đấy, anh em có thể dùng. Đó, nếu mà em nhắc lại nhá, con này có chống hú. Đấy, nếu mà hú thì ấn vào giảm hú ngay anh em nhá. Giảm hú ngay. Còn không, anh em nhả ra. Đấy. Tiếng nó khác anh em nhá. Đấy, nếu mà bị hú thì anh em làm như vậy cho em. Đấy, ở đây thì em sẽ test luôn hai mic cho anh em nhá. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ok chưa? Đấy, cực kỳ đơn giản. Và bây giờ sẽ hát thử cho anh em nhé. 6 7 8 9. Hát thử cho anh em nghe luôn. 6 6 6 6. Hello. 6 7 8 9. 6 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
echo rất lên. Ok, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nhớ nhá, bú, nhớ, bú, không bú thì không cần. Con này vang rất hay, chống bú. Ta xa rồi em nhé, đường em bước vui, đường về bên các trò để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bối xóa tình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyện và tin quên kỷ niệm men cay từng đêm cũng chỉ đầy loạn thêm tình nhân hơi từ xin xa nhận tình. Sau đây tháng chín đấy, anh em thể nghe thấy ok không? Với cái con vang này, anh em muốn nhiều hay ít echo thì anh em có thể vặn ở cái echo vuông này. Đấy, tăng lên. Ok chưa? Nhiều hay ít ở trên này hết, rất là dễ chỉnh anh em nhé. Đấy, thì với combo này chưa đến 4 triệu, chưa đến 4 triệu. Anh em có thể tham khảo anh em nhé. Thì mọi tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok chưa? Chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em những video sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.